Nam thanh niên bức xúc vì bị gia đình bạn gái thách cưới vượt quá điều kiện cho phép. Cuối cùng anh quyết định dừng lại việc cưới hỏi đến khi đôi bên tìm được tiếng nói chung. Mùa cưới rộn ràng, đâu đâu cũng thấy những đám cưới rình rang, long trọng và vô tình câu chuyện thách cưới của nhà gái cũng nhận được sự quan tâm đông đảo. Mới đây, một nam thanh niên lên mạng chia sẻ trường hợp của chính bản thân mình khiến cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Cụ thể, anh chàng này cho hay mình và người yêu bên nhau một năm có bàn đến chuyện cưới xin. Điều đáng nói ở đây là nhà gái thách cưới 50 triệu đồng tiền mặt cùng một lượng vàng và nhà trai không đủ điều kiện nên không đồng ý. Sau đó, nam thanh niên bàn bạc lại với bạn gái và nhận được câu trả lời không như mong đợi. Cuối cùng, anh đành hoãn cưới đến khi nào có được tiếng nói chung thì tiếp tục. Cô bạn lập tức tỏ ra không vừa ý và trách ngược lại phía nhà trai họ, nhà em ai cũng thế, nhà lại chỉ có mình em như thế là còn ít. Ở thời điểm hiện tại, nhu cầu cưới tăng cao kéo theo việc giá vàng cũng tăng. Vậy nên tính cả số vàng và 50 triệu mà nhà gái yêu cầu thì chàng trai phải chuẩn bị ít nhất 120 triệu đồng mới cưới được vợ. Dưới bài viết đăng tải, cư dân mạng chia hai phe, một bên cho rằng nhà cô gái nên xem xét lại vì thách cưới quá cao khiến nhà trai không có điều kiện đáp ứng. Tuy nhiên, ở phe ngược lại, phần đông đều có ý kiến đã chịu cưới thì phải chấp nhận yêu cầu của nhà gái và lại đây cũng là vấn đề mặt mũi của cô dâu. Nếu không có điều kiện hỏi cưới thì nên dừng, vì như vậy cả hai đến với nhau cũng khó có được hạnh phúc bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cách đây không lâu, người đàn ông 35 tuổi ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cũng đã phải hủy đám cưới vì thiếu 30.000 nhân dân tệ, 100 triệu đồng so với yêu cầu của nhà cô dâu. Đáng chú ý, sau khi hủy hôn, anh dùng 168.000 nhân dân tệ, hơn 560 triệu đồng, tiết kiệm được để đi du lịch hơn 40 thành phố. Anh chàng này lấy bút danh là Quách Hiếu kể lại câu chuyện chia tay bạn gái sau gần một năm hẹn hò. Theo Jiupai News, anh đã kiệt sức khi không đáp ứng được món quà đính hôn lên đến 190.000 nhân dân tệ, hơn 634 triệu đồng mà nhà gái đưa ra. Tôi thực sự không có tiền và tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng, Quách Hiếu nói với Jiupai News và chia sẻ thêm rằng bản thân cảm thấy nhẹ nhõm khi hủy bỏ đám cưới. Được biết, thu nhập một tháng của Hiếu là 5.000 nhân dân tệ, 16,6 triệu đồng. Để đáp ứng được số tiền thách cưới ban đầu của nhà gái, anh vay 20.000 nhân dân tệ, 66,7 triệu đồng, từ một người bạn và dùng tiền tiết kiệm cá nhân. Ngoài ra, cha mẹ anh cho biết họ sẽ trả tiền đặt cọc mua tài sản sau cưới, miễn là anh hoàn trả được khoản vay. Bước ngoặt đến vào tháng 5, khi vị hôn thê của Quách Hiếu yêu cầu thêm 30.000 nhân dân tệ, hơn 100 triệu đồng. Thay vì tức giận, anh chỉ cảm thấy bất lực và quyết định chấm dứt mối quan hệ và dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được để đi du lịch. Thế giới thật rộng lớn và tôi muốn đi xem nó. Thay vì mắc nợ vì kết hôn, tại sao không tận hưởng vẻ đẹp của vạn vật xung quanh chúng ta, anh nói. Khi được hỏi quan điểm về phong tục thách cưới của nhà gái, Quách Hiếu bày tỏ, thật không công bằng, nhưng hầu hết đàn ông vẫn sẽ làm theo phong tục vì họ không có lựa chọn nào khác. Câu chuyện của nam thanh niên nói trên như tác động thêm vào cuộc tranh luận đang diễn ra ở Trung Quốc về phong tục thách cưới của nhà gái. Anh ấy sẽ không vui nếu vay tiền để kết hôn nên tôi nghĩ anh ấy đã quyết định đúng đắn, một tài khoản viết. Anh ấy đang tự lo cho chính mình. Tuyệt vời, người khác nói.